Thì Duyên xin kính chào tất cả quý vị. Mấy ngày hôm nay, ở tại Việt Nam, những cái nhóm trẻ xôn xao rần rần cái vụ Blackpink đen hồng, phải không? Ngay cả những người nổi tiếng tại Việt Nam, những người được xem là ngôi sao hạng A, cũng đu, còn gọi là những đu theo idol. Tại sao vậy? Rồi, bây giờ cái chuyện đó thì nhiều người có quan tâm hay không? Nhưng mà tôi thì tôi quan tâm. Nhưng mà cái vấn đề tôi muốn nói ở đây là tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ? Những người mà sống trong cái chế độ cũ á, nếu mà các bạn trẻ đi hỏi thăm, ở trong nước người ta không dám nói thì tìm cách liên lạc với những cái bằng cách nào? Thùy Dương thấy có nhiều người vào những cái video của Thùy Dương bình luận đó. Thì anh chị đọc bình luận anh chị sẽ dễ dàng nhận ra là anh chị sẽ dễ dàng nhận ra là người ta đang ở nước ngoài và người ta có cái kiến thức về chế độ cũ, về xã hội của miền Nam trước năm 1975 hay gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Thì sẽ nghe những vị đó họ chia sẻ là thời trước đó thì người Việt người người Hàn Quốc đó quý vị đến miền Nam Việt Nam hay là đến nước Việt Nam Cộng Hòa để học. Đó, nước Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì Hàn Quốc mà đến Việt Nam để học, vậy thì miền Nam Việt Nam phải có những cái gì hơn thì họ mới đến, phải không? Vậy mà tại sao bây giờ khi mà cái ban nhạc Blackpink tới Việt Nam thì ngay cả những người nổi tiếng nhất ở tại Việt Nam, những cái người hoạt động về nghệ thuật họ cũng đu idol. Vậy chúng ta đang ở cái tầm nào? Chúng ta đang ở đâu so với Hàn Quốc? Thì Dương thấy có một người viết khá là hay và được share trên Facebook của cái người chị tên là Phan Ngọc Minh. Thì Dương chia sẻ đến bà con, quý vị nhớ nhấn like cho tôi nha bà con. Share thì share trên Facebook của Ngọc Minh á, nhưng mà thấy là ở phía dưới ghi là tác giả là Tony Buổi Sáng. Tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ? Năm 2004, Việt Nam cho chiếu bộ phim Thời Đại Anh Hùng, trong đó có đoạn Tổng thống Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc và sự thật đã đến với họ, trong đó có Việt Nam. Thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Những thập niên 60 nha quý vị. Lúc này là người dân miền Nam mình dưới thời của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất do cố tổng thống Ngô Đình Diệm quản lý, lãnh đạo, thì đời sống của người dân miền Nam đầy đủ. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để mà giảng dạy. Ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học, lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được cho một bộ sách giáo khoa? Đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất cao. Nhưng chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện. Vì để có được chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên cách đào tạo phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của châu Á. Bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, Hàn Quốc chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác và để dành thời gian và công sức lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội. Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul. Cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn. Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hóa chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo. Bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó. Mặc dù dân số chỉ bằng 1 phần 3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào. Chỉ biết rằng trên TV lúc đó,
chỉ có vỏn vẹn hai chương trình là dạy làm người và dạy làm ăn. Từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng, cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy. Từ một dân tộc xin việc, tức các doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động tại đây, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi cho việc. Mà người xếp hàng xin việc lúc bấy giờ lại là người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân tộc đi cho việc người khác. Năm 1988, pháo hoa thắp sáng hai bờ sông Hàn. Người Hàn Quốc ôm nhau cười trong nước mắt. Hơn 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ. Hàn Quốc giờ đây đã bước chân vào nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Nhưng thách thức mới lại xuất hiện. Vì bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là Hồng Kông và Singapore. Hai cực hút nam châm của cả châu Á về tài chính, thương mại và giải trí. Ngay cả Hàn Quốc và Singapore, quý vị thấy là hai cái nước này đã từng đến miền Nam Việt Nam, từng đến Việt Nam Cộng Hòa để mà nhìn và khao khát, đã từng đi sau Việt Nam Cộng Hòa. Đã từng nha quý vị. Phim Hồng Kông tràn ngập thị trường và không có đối thủ. Ngay lập tức, người Hàn tuyển chọn ra 2.000 sinh viên ưu tú nhất, cử sang Hollywood, điên cuồng học hành từ đạo diễn, diễn viên, phục trang đạo cụ 4 năm sau tốt nghiệp. Tôi đọc tới đây tôi nổi da gà luôn quý vị. Năm 1992, những bộ phim đầu tay như Cảm Xúc, Mối Tình Đầu, Hoa Cúc Vàng với một thế hệ diễn viên đẹp từng mm đã chinh phục được hàng triệu con tim. Ngành làm phim đã phối hợp khéo léo với ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng để xâm nhập vào các thị trường. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra tiếng địa phương và tặng không cho các đài truyền hình, tạo ra làn sóng Hallyu nổi tiếng. Người Nhật điên cuồng, người Trung Quốc điên đảo, các nước Đông Nam Á thì chỉ biết ủ ba ơi, ủ ba hỡi. Phim Hồng Kông bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê băng đĩa. Wow, quá tuyệt vời. Vào năm 1988, ngoài 2.000 người đi Hollywood để xây dựng công nghiệp điện ảnh, thì cũng có ngần ấy người được cử sang Milan và Paris để học thời trang, mỹ phẩm. Các tập đoàn như là xe Kia, Samsung, Hyundai còn thuê cả ekip để mà thiết kế của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho họ. Và với cái tham vọng là xuất khẩu xe sang Mỹ và châu Âu. Muốn bán cho Tây thì bao bì, nhãn mác phải có ốc thẩm mỹ của Tây. Chứ kiểu tròn tròn xinh xinh của dân châu Á, người Tây không thích, không có bán được. Có những năm mẫu xe của Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ, ngạc nhiên và thích thú. Ngoài ra, người Hàn cũng cử những sinh viên giỏi toán nhất nước theo học ngành tài chính ở các trường đại học lớn của Mỹ. Với tham vọng Seoul sẽ thành một London, New York, các quỹ đầu tư ra đời và họ tự tìm kiếm các nhà máy mới, khởi nghiệp, bé bé để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Họ không hề chỉ trích, chỉ góp sức góp trí để mà xây dựng. Một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu có. Một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu có. Hệ thống bán lẻ Lotte phải có nghĩa vụ mang hàng hóa Hàn đi khắp nơi. Để làm được điều này, khi cái hệ thống hành chính, thủ tục giấy tờ phải được nới lỏng, thả lỏng thì mới phát triển. Ngày hôm nay Việt Nam bị như vậy là do thủ tục hành chính rườm rà và ăn chặn, ăn bớt, ăn xén của Việt Cộng. Không làm nổi, không vươn tầm xa được.
ông lớn Samsung bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á để cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng cạnh tranh đối đầu với Apple. Đối đầu với cả một tập thể trí tuệ thung lũng Silicon. Cứ như Airbus của châu Âu cạnh tranh với Boeing vậy. Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải là Made in Korea. Dù vào thập niên 70, sản phẩm vô cùng kém cỏi và xấu xí. Nhưng nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhút của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này? Tony nhớ lần đi hàng đầu tiên, mùa thu năm 2005. Bà Tony, bà chị ở Việt Nam cẩn thận, ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị ấy, rồi nhắn mình mua giùm. Ở cửa hàng mỹ phẩm, cô bán hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho Tony xem. Đều là của Hàn cả. Do tiếng Anh không nói tốt nên cô cứ giải thích bằng tiếng Hàn đến lúc giọng khàn đặc. Đã đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancome thì cô thất vọng òa khóc. Tony nhìn cô ấy sững sờ, lẽ nào chỉ là một cô gái bán hàng bình thường mà có lòng yêu đất nước mãnh liệt thế sao? Tony thôi bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn. Dù chẳng biết có tốt không, vì kính phục quá. Lúc Tony bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại vẫn thấy cổ gập đầu cung kính. Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tớp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè. Những chiếc áo khoác theo cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết sau lưng mỗi công dân luôn là tổ quốc. Đó, quý vị thấy chưa? Hàn Quốc họ làm như vậy đó. Họ tìm cách để đẩy cái giá trị con người quốc gia của họ lên. Làm hay không? Đó. Mà phải chi á anh chị, ngày xưa mình không có cái gì cả, mà ngày hôm xưa mình có hết. Ngày xưa mình có hết, mà ngày hôm nay mình nhìn theo mình khao khát. Cái chuyện cho nên người ta nói về chế độ Việt Cộng đó là cái chuyện rất là bình thường nha quý vị. Thôi thì Dương xin dừng cái video này lại đây. Quý vị nhớ nha, yêu thương Thùy Dương thì hãy nhấn cái like để giúp YouTube đề xuất video đến nhiều người xem hơn, để họ biết là ô đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay so với Hàn cần phải học hỏi những cái gì. Rồi chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.